Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 10, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo đầu kỳ lập quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 với chủ đề xây dựng khung chiến lược phát triển tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quý viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Phước chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu thành phố Châu Đốc, chủ trì hội nghị ông Nguyễn Trung Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Tại hội nghị đại diện Liên danh Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế miền Nam đã trình bày tóm tắt báo cáo khung chiến lược phát triển tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gồm hai phần: thực trạng phát triển kinh tế xã hội tỉnh An Giang và khung định hướng chiến lược phát triển tỉnh An Giang đồng thời ghi nhận những ý kiến đóng góp của Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Lê Minh Tùng, lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh và trường Đại học An Giang về khung chiến lược phát triển cho tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang cho rằng, việc xác định khung chiến lược có vai trò quan trọng làm tiền đề để thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch phát triển tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Do đó, các quan điểm định hướng, mục tiêu phát triển và tầm nhìn dài hạn của khung chiến lược phát triển tỉnh An Giang phải phù hợp với quan điểm định hướng phát triển dùng của đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, phải phát huy tốt nhất các tiềm năng lợi thế đặc thù, lợi thế so sánh của An Giang với các tỉnh trong vùng. Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang thống nhất nội dung lý luận biên soạn của khung kế hoạch phát triển tỉnh An Giang về phát triển du lịch của tỉnh kết hợp phát triển nông nghiệp công nghệ cao và du lịch tâm linh. Đồng thời lưu ý, An Giang là tỉnh có tiềm năng lợi thế về nông nghiệp và thủy sản. Tuy nhiên, cần tiếp tục có cơ chế thay đổi, phát triển phù hợp theo cơ chế kinh tế để làm cơ sở phát triển trong thời gian tới. Đối với việc định hướng, bố trí không gian và xây dựng kết cấu hạ tầng để phát triển lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch phải dựa trên tiềm năng, thế mạnh, nguồn lực chung của tỉnh và của từng địa phương, sao cho đảm bảo phát huy hiệu quả, phát huy cao nhất nguồn lực đất đai, lao động, nguồn vốn và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh. Bí thư tỉnh ủy Lê Hồng Quang đề nghị ban cán sự đảng quỹ ban nhân dân tỉnh quan tâm theo dõi đôn đốc và chỉ đạo tiếp thu ý kiến của các nhà khoa học các đóng góp mang tính thực tiễn các phản biện dựa trên nền tảng quy luật địa lý để đánh giá phù hợp khẩn trương hoàn chỉnh khung chiến lược phát triển tỉnh an giang trình ban thường vụ tỉnh quỹ cho ý kiến trong thời gian tới